Là quốc gia có số người sử dụng Internet đứng thứ 5 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam đứng trước rất nhiều thách thức trong việc phát triển kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số, cụ thể là kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vẫn đang loay hoay để phát triển hình thức kinh doanh này. Trả lời cho câu hỏi liệu doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng cho việc áp dụng làn sóng công nghệ số vào kinh doanh hay chưa, trong buổi hội thảo về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, mặc dù đã nắm bắt được những lợi ích cơ bản từ kinh doanh online, nhưng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều rào cản. Điều này được thể hiện ở thống kê về số lượng doanh nghiệp áp dụng phương thức kinh doanh trực tuyến. Là hiện nay số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy, thì có khoảng 20% đã tiếp cận được là cái hình thức là bán hàng trên mạng. Thế còn lại đến là hơn 80% các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa tiếp cận cái hình thức mà tiến bộ này. Số người sử dụng Internet đang ngày càng tăng trong thời điểm hiện tại. Theo một nghiên cứu từ Google, 52 triệu người Việt Nam, tức là 54% dân số sử dụng Internet. 72% dân số Việt Nam từ 18 tuổi trở lên sở hữu điện thoại thông minh. Điều đáng nói là năm ngoái, con số này chỉ chiếm 55%. Những người dùng kể trên chính là nguồn khách hàng tiềm năng mà có thể khai thác được hay không, phụ thuộc lớn vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thực sự kinh doanh có lãi và đạt được nhiều thành tựu nhất định. 2014 thì chúng tôi khởi nghiệp, 2015 thì chúng tôi đã có thể tăng được 150% về doanh số của mình. Và đến tháng 10 2016 thì chúng tôi đã bứt phá lên được 350% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của VCCI, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam vẫn chưa thực sự tận dụng được lợi thế này. Có tới 95% doanh nghiệp Việt Nam sử dụng Internet, nhưng có tới gần 60% trong số này gặp nhiều khó khăn trong ứng dụng công nghệ thông tin. Và những rào cản hiện tại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc áp dụng công nghệ số vào kinh doanh là gì? Theo ý kiến từ các chuyên gia, nhận thức của các doanh nghiệp về kinh doanh trực tuyến còn rất hạn chế. Doanh nghiệp chưa sẵn sàng để đầu tư chi phí cho kinh doanh trực tuyến, nguồn nhân lực cũng như trình độ nhân lực còn hạn hẹp. Cái hạn đầu tiên là do cái công nghệ doanh nghiệp Việt Nam mình chưa tiếp cận nhiều về công nghệ. Có nghĩa là có thể họ chưa biết đến luôn, hoặc là họ biết nhưng mà họ chưa có thể vận dụng được nó tốt. Thêm vào đó, các chuyên gia nhận định, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn cảm thấy khách hàng của mình không phải là đối tượng để bán hàng thông qua kênh trực tuyến. Trên thực tế, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều vụ lừa đảo trên Internet, khiến tâm lý người mua hàng trở nên đề phòng với hình thức mua hàng thông qua kênh mạng trực tuyến. Cái rào cản thì như tôi nói là nó xuất phát từ nội lực của doanh nghiệp, tức là anh chưa đón cái làn sóng này. Ngoài ra họ cũng có cái phần e ngại là có thể là nhiều khi người quyền tiêu dùng không thật sự là quan tâm đến cái kênh là mua hàng trên mạng. Nhìn chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang trong trạng thái chờ đợi những phân tích đánh giá khách hàng gần gũi hơn, rồi mới ra quyết định nên hay không tham gia vào hình thức bán hàng trực tuyến. Ngoài ra, phương thức quản lý hiện tại của cơ quan chức năng cũng là rào cản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong việc áp dụng công nghệ số vào kinh doanh. Cụ thể là sự e ngại của các cơ quan chức năng trong vấn đề việc làm. Sự phát triển của kênh bán hàng trực tuyến có thể đe dọa đến việc làm của nhiều lao động Việt Nam. Còn về phía mà các cái cơ quan quản lý nhà nước đấy, thì doanh nghiệp cũng sợ rằng là cái việc mà phát triển là hình thức bán hàng trên mạng thì nó sẽ ảnh hưởng đến là cái cách thức mà bán hàng truyền thống. Bởi vì cái bán hàng truyền thống ấy, nó vì đã gọi là bán hàng truyền thống rồi, nó chứa đựng rất là nhiều các yếu tố, trong đó có cả yếu tố là về văn hóa, yếu tố về việc làm nữa. Giải pháp để cho vấn đề này, cho 60% doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc đưa công nghệ số vào kinh doanh là gì? Các chuyên gia nhận định điều này cũng phụ thuộc lớn vào nhà nước, làm sao để thay đổi chính sách phù hợp và làm sao để cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng. Cơ quan quản lý nhà nước cũng phải tính đến những cái hệ quả, những hiệu quả khi mà công nghệ phát triển, chẳng hạn như là vấn đề về bảo vệ sở hữu trí tuệ, vấn đề kể cả vấn đề về tội hình sự trên mạng thì cũng cần phải nghiên cứu một cách thủ đoạn. Và quản lý nhà nước đối với công nghệ thông tin cũng cần phải có tư duy mới. 97,6% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đóng góp 47% vào GDP nước nhà. Để những doanh nghiệp này phát triển, thì công nghệ số chính là một cánh cửa đáp ứng được những yêu cầu về thời gian và chi phí, cũng như tạo ra cơ hội để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp nhỏ vừa thì trẻ, nguồn lực ít, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhân lực cũng chất lượng không cao như các doanh khác. Đấy cũng là một thách thức. Nhưng mà đối với những cái như thời đại công nghệ số thì cũng còn chỗ cho những cái doanh nghiệp này. Thì tôi cho rằng đấy là cơ hội lớn nhất. Cái chỗ đấy nếu mà sử dụng một cách thông minh, nếu mà khai thác một cách khôn ngoan thì có thể phát triển mạnh. Tuy vậy, doanh nghiệp Việt Nam làm sao để thực sự áp dụng công nghệ số để phát triển, để kinh doanh có lãi? Câu trả lời hợp lý nhất vẫn được các chuyên gia nhận định là sự thay đổi từ nội lực, từ nhận thức về cả công nghệ lẫn nguồn nhân lực.